ơi, tao ơi. Cái gì đây anh ơi? Hả? Cái gì đây? Hả? Cái gì đây? Đàn! Tao ơi! Đàn! 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 Ui! Ôi! 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 Nóng công còn nóng thật chứ đen nhỉ. Tao này lắm muôi thật. Ui dù. Nói. Gai. Ui đen ơi. Gì? Ui. Ui. Tao mày đi đường khác đi. Nhưng nào thành nước, nhưng nào thành nước. Tao sợ mộ lắm. Tao hay bị nhập. Sợ thì đeo đi. Đi. Hả? Đi. Hay thôi tao mày đi đường khác đi. Đường này cho nhanh. Thôi, tối thôi. Rồi. Tao mày đi đường vòng kia cũng được kìa. Đi nào. Đường này. Nè đi ngánh nước. Thôi tao kinh lắm, tao bị nhập nhiều rồi, tao sợ cái đeo gì mà. Thôi mày đi thêm mày đi đường đấy, tao đi đường này nhá. Đường này cũng đau chứ. Hả? Đường này. Ui, nhưng mà tao kinh lắm. Đừng đi đeo gì. Hả? Nhớ đi. Đi. Thôi mày đi đường đấy, tao đi đường này đi. Mù sợ chết. Ê, à, tao ơi. Cái gì đây anh ơi? Hả? Cái gì đây? Hả? Cái gì đây? Đàn! Đàn! Tao ơi! Đàn! 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 Ui! Ui ôi! Chúng ta vào đây! Vào mặt đây! Nhanh! Nó chạy đi hả? Ui! Ui con chăn đen ơi! Thì vào đây! Ui nhưng mà thôi tao sợ lắm, tao không bắt đâu! Sợ cái chạy đi! Vô mẹ nào! Ui nhưng mà đấy này đen ơi! Nhanh! Tao vào đây! Mổ kia! Không phải sợ! Ôi nhưng mà tao thôi cho mày bắt thì tao không bắt đâu. Tao bắt được, nó to à. Không phải biết là nó to rồi nhưng mà mổ đây này. Không sợ gì. Tao bắt thì tao hay bị ma nhập, tao yêu bóng vía. Sợ lắm. Hôm nào mà hôm nay bùa tao không đem theo cơ. Tao có đem đâu. Ôi nhưng mà mày nặng vía, tao không, tao nhẹ vía này. Ôi nhìn, thôi đen ơi. Hả? Nhanh lên. Ôi nhưng mà mổ kia kìa. Mày có làm gì đâu mà phải sợ. Chăn này ở trong mộ gì? Mỗi lúc phải dùng đưa vào. Nếu mày phạm phải người ta thì làm sao người ta bắt đi. Bắt gì thì bắt, nhanh lên. Thôi thì thôi. Nhanh lên, vào tung đầu luôn. Thả ra đi. Hả? Vào tung đầu. Không, mộ kia kìa tao không dám đâu. Hay tao mày đi kêu chú Quỳnh với ấy đi. Ông ấy tạm dừng bên kia đi. Thì cái bên khu đồi bên này thì cứ chạy tao. Ô, mày chạy mất. Đi. Hả? Con chạy mất. Yên tâm, nó không chạy được đâu, nó ở trong này thôi. Quỳnh đi đi. Tao mày đi. Mày vào kéo nào. Kéo á? Kéo ra xuống này. Nhưng mà tao mà bị nhập là mày phải đi kêu liền nhá. Ok. Ui, nhưng mà tục kinh lắm. Kéo ra xuống này, kéo ra xuống này. Tao bị nhập. Kéo ra xuống này, tao trông cho mày đi gọi cho Quỳnh nha. Ui, hai thằng đi đi một mình. Tao sợ lắm. Rồi đi. Thế được chưa? Đi. Hả? Kéo ra nữa. Thôi thế thôi. Hả? Trúng đầu. Nhưng mà thôi tao không trúng đầu đâu. Ôi. Kìa. Thôi thế thôi được rồi. Ở dưới đây rồi đây. Tao mày đi đi. Đi đâu vô đi. Đi kêu mấy ông kia bắt chứ tao không dám bắt đâu. Ừ. Đi. Tao trông nha. Không, hai thằng đi luôn thôi. Không, một mình tao không dám đâu. Không phải sợ. Nhanh lên. Đi ra đây. Ôi nào. Vậy hôm ấy. Bắt vậy hôm ấy. Không. Tao có dám bắt đâu. Tao để tao rồi, tao trông nó. Tán đang kiểu tra các góc tường là hay đi. Nó chạy rồi chú à. Không, đang lan một, nếu mà chạy trên tường là có dài trên tường ấy. Nó chưa bắt nơi này. Ui giờ phải đi tìm. Này mà còn có cái nịt. Hả? Này còn có
trong mộ này em hay bị nhập thì em có dám bắt đâu. Mộ mình xin bắt được thì nó đi vào trong này. Quay. Anh qua cháu với tôi đi xuống này. Không, không. Đâu phải lỗi của trẻ. Vai đại cháu ơi, bố lôi kẻ trong chợ trong ngồi kẻ nó đi rồi. Đấy thì xuống đây. Cô sợ mà nhỉ? Thế sao không mới kéo vào giữa cả? Kéo vào giữa đây thầy. Nhưng mà em sợ không dám bắt ở trong mộ. Tôm đâu? Nó to bằng quạch bằng ngày chú Quỳnh ấy. Xuống cái này này. Đấy. Vai gái. Giờ bấm đi. Thật giờ nó chạy mất rồi. Căn bản là em hay bị ma nhập nên là em không dám bắt ở trong mộ. Ừ, to không? Đây này. Ui, nó to. Như chuột xuống đây này. Đây này. Đây, nhốt ra đây. Ui, thế này sao? Ui, chú ơi. Đâu? Gì đấy? Ui. Tao lại nhìn đâu, đâu? Ui, đây. Em vừa thấy đuôi đây rồi. Ở đây á? Vâng, vâng, vâng. Xuống đây, xuống đây. Đây. Phải không? Ui, động đây phải không? Ui. Ui, đâu, đâu, đâu. Đây, đây, đâu, đâu, đâu. Đâu, đây, đây. Đúng rồi, đúng rồi. Ui, ui, ui. Đúng rồi, đây đuôi, quay, đâu kia, quay, coi đâu rồi, mất đuôi rồi, mất đuôi rồi, quay, đổ đâu không, quay, lằn áo, quay, kia, để luôn, quay, từ nó lại, kia, có bom bám cái đuôi kia, kia giữ cái đuôi không sao để anh xem cái đầu đâu, ui, ui trời, gì cái đấy. Chúng vừa lấy đụng cái vật chết rồi. Ôi. Kéo lên bờ, kéo lên bờ, kéo lên bờ. Nguy hiểm lắm ấy. Đây rồi, cúng cái đuôi rồi. Đuôi nó cuốn. Nhưng mà phải xem cái đầu nó ở chỗ nào đấy. Kéo lên bờ, kéo lên bờ, kéo lên bờ. Thôi. Đâu anh ấy. Đâu. Đâu, đâu, đâu. Đúng rồi. Đúng rồi. Ôi. 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 Đúng rồi. 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 Đúng cầm chặt cái này, nó quấn nhá. Kết trời. Lên mày. Ui, bằng mày ép kìa. Rồi, lên kìa, kìa. Cẩn thận. Mày trúng đầu rồi không? Để anh trúng không? Nào, đi lên. À, hồi lên bờ nhá. Một thằng vào lên lỗ cống này nè. Mất đấy. Thôi đấy. Ui. Ui nặng quá. Đánh như nào. À. Ui. Ui. Cuối cùng thì em nó đó. Nó đã bắt nó lên bờ. Nó to. Nó tẩm rộng. Nhìn. Ui, bỏ thật. Ui, con này đang... Ui, nhưng mà chú ơi. Ui, chú. Nãy nó ở trong mộ rồi nó xuống đây bắt có sao không? Không, không. Chả phải đéo. Nó ở rừng vào. Cháu sợ bị nhập lắm. Mày anh tập ở đây. Không sợ nhập. Con này nó đang nổi nên nó còn yếu đấy. Không. Chết rồi. Nó xong nó khỏe rồi, nó bám, nó bèm vô đi. Chết chết rồi nó ấy. Ơi. Chết rồi. Chết làm sao được. Nó mò đấy. Ơi. Đạt hả? Đạt hả? Nó đi ngay, nhanh nhanh lắm, con này nhanh không vừa đâu. Dạ. Ui ơi. Có đớp kinh nhỉ. Ui nó đi. Thôi đổ con nào tiếp. Ui giỏi ơi. Chị bắt tốt cái giáp luôn à. Bây giờ cho vào túi đi. Tống luôn. Cho vào túi đi. Cho vào túi đi. Để cháu đi lấy túi nhá. Lấy túi đi. Để cháu đi túi. Ui.
cẩn thận nhé. Con còng nhá, xong nhá. Vâng. Chuẩn bị xong nhá. Cho túi anh, cho túi đi. Bắt đầu đi. Tóm ơi. Tóm anh Dũng. Quỳ! Quỳ! Chặt ngay. Rồi. Từ từ. Cái bóng vào túi. Từ từ, xong với lại đen thì đi thì phát hiện ra trong mộ thì không dám bắt mọi người, thì là hai em thì đi gọi canh thì là nó chuồn xuống đây, tức là nó xuống để tìm cá với lại các kiểu ăn ấy, thì là vừa em cũng hớp một phớp. Ui, em hớp. Thôi với mọi người nhá, anh video của anh em mình xin đến đây kết thúc. Mọi người xem video nhớ like, chia sẻ, ủng hộ tất cả anh em mình nhé. Còn nay là chiến lợi phẩm của buổi chiều cuối ngày hôm nay của anh em mình, là một chiến lợi phẩm rất là lớn mọi người. Xin chào, hẹn mọi người những video tiếp theo nhé. Chào mọi người nhé.